là đại diện cuối cùng của bóng đá châu Phi tại sân chơi World Cup 2022. Những tưởng Maroc sẽ gặp khó khăn trong cuộc gặp gỡ về ứng cử viên vô địch là Tây Ban Nha trong trận đấu của vòng 1/8. Nhưng không ai có thể ngờ rằng một Tây Ban Nha hùng mạnh lại trở nên bế tắc trước đối thủ giàu sức mạnh, cùng lối chơi áp sát, khoa học và chặt chẽ. 120 phút bất phân thắng bại, phải phân định thắng thua trên chấm đá luân lưu 11m. Thêm lần nữa, đoàn quân của huấn luyện viên Enrique thể hiện sự bạc nhược đến khó tin khi thất bại trong cả 3 lần sút phạt, thắng penalty với tỷ số 3-0. Maroc trở thành đội bóng châu Phi thứ tư trong lịch sử vào đến vòng tứ kết World Cup. Còn đội bóng xứ đấu bò, từ chỗ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đã phải ra về với vỏn vẹn một trận thắng duy nhất. Bên kia sân, Bồ Đào Nha cũng gây bất ngờ lớn ở trận đấu vòng 1/8 với Thụy Sĩ, như là chiều ngược lại so với người hàng xóm Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Fernando Santos đã mạnh dạn gạch tên trò cưng Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát, và đó là một quyết định chính xác của chiến lược gia lão luyện khi Bồ Đào Nha đã đánh bại một Thụy Sĩ kỷ luật và chặt chẽ với tỷ số của một set tennis. Đặc biệt, người thay thế cho Ronaldo là Goncalo Ramos đã có một màn trình diễn chói sáng khi lập nên hat-trick đầu tiên tại World Cup năm nay và cũng là hat-trick đầu tiên ở vòng knockout kể từ năm 1990. Rõ ràng đã đến lúc Ronaldo hiểu rằng thay vì vào sân để ghi bàn, anh cần biết nhường chỗ cho những gương mặt trẻ đang đạt phong độ cao. Bồ Đào Nha và Maroc, hai cái tên cuối cùng giành vé vào tứ kết World Cup, sẽ gặp nhau và ai sẽ là người giành chiến thắng. Người Bồ dĩ nhiên được đánh giá cao hơn từ lực lượng đến phong độ, nhưng đại diện châu Phi cũng sẵn sàng tạo thêm một bất ngờ nữa. Chiến thắng trước Tây Ban Nha khiến Maroc mất đi Nayef Aguet, hậu vệ West Ham dính chấn thương mắt cá và phải rời sân ở cuối hiệp 2. Dù chưa có đánh giá chính xác, nhưng với tiền sử chấn thương từng gặp phải, nhiều khả năng anh sẽ không thể tiếp tục cùng Maroc đối mặt với Bồ Đào Nha. Đây là bài toán nhân sự không hề dễ giải với huấn luyện viên Gareth Bale khi đội bóng của ông sẽ phải chơi phòng ngự chặt chẽ trong trận tứ kết này. Trong khi đó, khả năng mà Ronaldo ra sân trong trận gặp Maroc đang là dấu hỏi lớn. Màn trình diễn chói sáng của Ramos sẽ giúp anh chắc suất vé trong đội hình xuất phát với các vệ tinh xung quanh là Felix và Bruno. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Santos cũng cần lưu tâm tới hàng phòng ngự để giảm thiểu những rủi ro đến từ những đợt phản công khá sắc của Maroc. Ngôi sao của Maroc sẽ là Sofiane Boufal. Cầu thủ chạy cánh này đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh của tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu vòng 1/8 vừa rồi. Cùng với nền tảng thể lực dồi dào, những pha đi bóng chất lượng của Buffon cũng trở thành một thứ vũ khí lợi hại khiến hàng thủ của Tây Ban Nha phải rất vất vả. Ngôi sao của Bồ Đào Nha sẽ là Goncalo Ramos. Tiền đạo khoác áo Benfica đã gây bất ngờ khi được trao cơ hội đá chính để thay thế cho vị trí của Cristiano Ronaldo. Với cú hat-trick trong trận đấu với Thụy Sĩ vừa rồi, Ramos là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong số các cầu thủ của Bồ Đào Nha. Chân sút mới 21 tuổi này, có thể hình, kỹ thuật tốt, có khả năng liên kết lối chơi cho toàn đội và tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội của mình. Hai lần gặp nhau duy nhất trước đây giai đoạn đều diễn ra tại các kỳ World Cup. Maroc thắng 3-1 ở Mexico năm 86, còn Bồ Đào Nha thắng 1-0 ở Nga 4 năm trước với bàn thắng sớm của Ronaldo. Phong độ của Maroc đang tốt hơn so với Bồ Đào Nha, họ bất bại ở 5 trận gần nhất. Trong khi đó thì Selecao châu Âu đang có 4 thắng và 1 thua. Cả hai đội đều có sự tự tin rất cao sau khi giành vé vào tứ kết, dù chiến thắng hoàn toàn trái ngược nhau. Trận này, các chuyên gia nhận định Bồ Đào Nha chỉ hơn Maroc về tỷ lệ khá thấp là 3/4, nhưng hàng công của đội bóng bán đảo Iberia lại tốt hơn nhiều so với Tây Ban Nha. Có nhiều khả năng, kết quả của trận đấu sẽ ngã ngũ sau 90 phút và Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng. Về tỷ số của trận đấu, Maroc đã trình diễn một lối chơi áp sát và đầy kỷ luật kể từ đầu giải đấu tới nay. Cần phải nhớ rằng, họ mới chỉ để thủng lưới một lần duy nhất trong trận gặp Canada đến từ một pha phản lưới nhà. Trong khi đó thì con số này của Bồ Đào Nha là 4. Với tính chất quan trọng của trận đấu và kết quả cuối cùng là mục tiêu hàng đầu, có lẽ cả hai sẽ không dám mạo hiểm và trận đấu sẽ khó có thể vượt mốc mà máy tính dự đoán là 2/1/4 bàn. Dự đoán Bồ Đào Nha thắng Maroc với tỷ số 2-0.